Rồi, và tôi lấy 10 ngàn nè. Tôi thở 3 giây sau từ độ cao 80 mét. Rồi, gì đây? Đang ném gì bạn? Ném gì? Em bị rè luôn, ném gì vậy bạn? Ném gì? Em chưa có được. Ném gì? Hãy mở miệng để nói nè. Còn thế là ném gì vậy bạn? Ném ngang, ok ha. Ném ngang thì phần chuyển động mình có mấy thành phần chuyển động các bạn? Mấy? Hai thành phần không? Một thành phần em phương như vậy, phương ngang, và hai thành phần thẳng như vậy, thẳng đứng, ok không? Rồi theo phương ngang á thì mình coi như nó giống chuyển động như vậy, thẳng đều, còn thẳng đứng giống chuyển động như vậy, rơi tự nhiên, từ giờ không? Ok không người? Nên cho đó là bởi vì em ơi, độ cao 80 mét sau khi chuyển động được 3 giây. Rồi vậy nghe, sau khi chuyển động được 3 giây thì hướng vận tốc nó sẽ có hướng như thế nào, bạn biết không? Hướng vận tốc như thế nào vậy các bạn? Có phương gì? Phương gì bạn? Phương tiếp tuyến với quỹ đạo không? Và lúc này vận tốc có mấy thành phần nhớ không? Vận tốc mấy thành phần các bạn? Trả lời đi mọi người. Alo. Mình trả lời. Vận tốc mấy thành phần? Hai thành phần. Mình trả lời được đó. Hèn sai. Hai thành phần, ok rồi, trả lời lại mọi người. Vận tốc có mấy thành phần các bạn? Hai. Một thành phần là phương gì ạ? Một cái phương gì? Phương ngang. Và một cái phương các bạn? Thẳng đứng không? Đúng rồi, ok không? Thành phần theo phương ngang mình gọi là V gì các bạn? V gì? VX. Còn theo phương thẳng đứng mình gọi là V gì các bạn? V. Rồi ok ha. Được không mọi người? Được chưa? Rồi đứng đó. Rồi trở lại nè. Ok. Rồi theo phương thẳng đứng á thì VX như thế nào vậy Linh Đan? Ok, chính xác thì chị ha. Rồi, Vx bằng V thông nghĩa là bằng vận tốc đầu. Đúng rồi, ok, người vận tốc đầu đổi không? Không, bởi vì theo phương ngang nó là chuyển động gì các bạn? Theo phương ngang là chuyển động gì thẳng như vậy? Thẳng gì? Thẳng đều không? Ok không? Nhưng mà này người ta bảo là gì? Sau mấy giây? Sau 3 giây, ok không? Vậy vận tốc nào hay đổi lên đâu? V nào hay đổi? Vx, Vy, V nào đổi? V ít đổi. Mình đang mới nói là V ít không đổi là luôn bằng V không rồi nè. Thấy không? Rồi đó là trả lời nè. Ở đây mình phân tích chuyển động thành mấy phương? Dạ, hai. Một phương gì? Phương ngang. Phương ngang là phương ô gì? Phương OX. Phương gì nữa? Phương dọc. Là ô gì? OE. Vậy có mấy thành phần vận tốc ở đây? Hai. V ít và V gì đây? V gì? V gì không? Ok không? Vậy V ít có đổi không? V ít là chuyển động theo phương ngang. Chuyển động của ném một từ cái gì vậy? Cái gì mà từ gì nó sẽ nói gì vậy? Theo phương ngang á thì vận tốc của nó theo hướng gì? Có đổi không? Có không? Đứng lên. Nè, phương ngang có hướng gì? Hướng ngang đúng không? Thì vận tốc theo phương ngang có đổi không? Không. Có không? Bởi vì đó là chuyển động gì? Thẳng đều. Ok ha. Rồi còn theo phương thẳng đứng thì sao? Chuyển động đi làm gì? Rơi tự do. Ok không? Và vì nó rơi tự do, khoan chữ khó chưa? Vì nó rơi tự do nên V có đổi không? Có, ok, là đọc hai V đi, V bằng gì? 1 và 2 của V. Ok, đứng đó là hợp lý luôn rồi đó. Néo hoàng bên. Đừng nằm néo rồi, nào khách lên. V bằng gì? Từ từ nhé. Rồi tự do V bằng gì không nhớ? À, V không. Có V không đâu, đứng nào. Ok. Đứng hết luôn đi. Sao? Đây là rơi tự do mà đúng không bạn? Vậy thì vận tốc V bằng gì? Chỉ không? Rồi chỉ bạn ở dưới bạn là cứu bạn đi. Cứu bạn V bằng gì? Ok, chính xác bằng GT đúng rồi. Trời ơi, đó thấy chưa? Rơi tự do bằng GT đúng không? Đúng không? Ok không? Vậy 3 giây mình có biết cái video chưa rồi? Có chưa các bạn? Ok. Rồi vậy nghe nè mọi người. Vậy bài này nó cho những chuyện gì? Vận tốc quả cầu hợp với phương ngang gì là màu đỏ này không? Hợp với phương ngang. Nghĩa là góc này hợp với phương của V gì?
Phương nghe là Phương của V chỉ bạn. V nghĩa là cái góc này là dĩ độ anh. Bay dĩ độ anh, cả alpha là dĩ độ anh. Alpha này là 45 độ. Được chưa? Và người ta kêu tìm vận tốc ban đầu quả cầu rồi tự tìm trụ hàm gì đây? Tùy người hàm lượng giác ha. Ok ha. Rồi ok, rồi về chỗ đi, một bài về chỗ. Rồi về chỗ không lấy sách theo lúc nãy là con này luôn nha. Chỗ trễ. Rồi tiếp ok, rồi một bài khác ha. Cái vơ luôn lên bài làm cái số 7. Là tôi đó hả? Trên 210. Rồi lên là cái làm hai bài với em. Rồi lên đi. Rồi bỏ cặp xuống đi, đây thì bỏ được nha. Rồi lấy sắp dây, lấy sắp ra, ok. Good. Chưa kịp định hình tâm thần nữa đúng không? Ngồi đi cười qua. Kêu chị đi vô đi. Chưa đừng có chị kêu. Dạ. Đúng không? Đúng không? Là khó chị đó. Nhưng mà là được như vậy. Đấy là phải làm khó khỏi mà. Trách nhiệm hơn rồi. Dạ. Đúng rồi. Người lột. À nhập cái trách nhiệm rồi. Bỏ cầm cái thôi. Dạ. Không bỏ câu nào tại trách nhiệm. Ba coi đủ. Ba coi đủ đúng không? Ok. Bốn cái gì đấy? Dạ, 30. Cái điểm cùng thầy. 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 Cái ở tí nữa cầm cái gia sóc thì hỏi đi thì cũng mất 98 lần này mới đầu. Bạn nào làm xong rồi á thì mọi người đừng quên nhé, mình có bài tập về nhà nhớ không, nhớ hay không? Làm chưa? Ờ về hỏi. Thì Linh đăng chưa làm chưa? Làm gì? Ở đây mỗi tập về nhà. Làm rồi, thôi có làm rồi, có làm đầy đủ. Nhưng mà làm xong rồi. Cái gì là cái này? Cái này thôi, thôi, anh làm bài đi. Anh làm bài thôi. Thuyết trình cái gì? Làm bài đi. Để lên. Rồi giờ nghe nè, bây giờ bài toán nó cho nó hỏi 45 đúng không? Thì nó hỏi mình gì ạ? Nó hỏi mình vận tốc ban đầu là bao gì? Về không, ok, bây giờ thời gian nó là sau mấy giây ạ? 3 giây vậy, em về sau 3 giây em tính từ V chưa? Rồi, em có V đúng không? Nghĩa là em có V là cạnh nào? Cạnh này không? Vậy em muốn tìm V đầu với trời không rồi, em dùng hàm gì? Ok, tính cho mình V đi, lúc 3 giây trước đi. Tính tiền thì 3 giây trước à? Rồi, ok. Đi cười cái gì? Ai đứng cái đấy bắt đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Làm được hết không? Làm được hết chứ, tôi gọi mày đâu. Hả? Sao vậy bố nè? Nó chấp sạc, nó để rồi. Hai cái gì là sai rồi. Là biết sai cái gì của bao nhiêu điểm. Cũng không ghi ra những cái chữ tiếng, ghi một điểm hay là những cái chữ mình nói. Cái gì vậy? Cái gì mà lẽ 21 chứ? 21 chứ. 21 chứ 7. Không biết ta được đâu. Giờ 8 cái 9 nè. Ra. Ví dụ như không phải 8 cái 8 thì mình làm gì với nhau. Lên 7 ngày ngày. Xong chưa? Trời ơi, làm vô. Tê là bạn gì? Sang tổng không chưa? Trời ơi, có 7
mà bữa ok lắm, cô lên quá nè. Rồi ok, bạn ở bạn nhận lời cái 8 ha, rồi good. Rồi nhiều. Gì? Anh đánh thôi đi gì? Bé đồng ý. Anh cái đồng ý làm là nhiều. 29 phớt 45 40m ok dài rồi. Ok rồi đọc tiền của bé luôn. Quả cầu chạm đất lúc nào rồi. Kêu bé lên thầy luôn đi. Có bé cái này luôn đi. Ok. Rồi bây giờ chạm đất lúc nào ok không? Vậy đó là lúc chạm đất không? Vậy muốn biết chạm đất lúc nào là tìm thời gì? Thời gian ok không? Thời gian lúc này được không? Được không bạn? Được không? Rơi tự do mà đó bạn ơi. Rơi tự do thì y bằng gì? Rơi tự do lật sách là không nhớ bài. Đó không nhớ rồi. Lúc sách. Anh chị phải vô đi. Phải đi. Cái gì vậy? 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 Không mất tụi ai. Làm gì vậy tụi ai? Có ai nói liên gương rồi. Cái mỏ cái gạo ra khỏi cái dịch. Bỏ gạo với dịch kìa. Bỏ dịch. Tôi bỏ cái gạo ra khỏi cái đầu. Chiều cao của tháp H bằng gì? Công thức ném ra là do H bằng 1 phần 2 gì? G tay bình đúng rồi, thế vô. Đúng rồi, vậy nó có bài trước giỏi. Ờ, xuống mấy này đi. Để lên thời gian rơi chậm đất thì sắp 5 năm kìa. Quickly, quickly. Đâu chị đang chậm đất vậy nè. Ê, nó thấy chị giúp bạn nó ghê luôn. Trời ơi. Trời ơi. Chóng mặt thiệt. Không phải tiền mà. Vì đám cưới. Là sao? Ủa, lẽ đi. Ở đâu? Ở đâu? Chợ này đi căng thuê á? Không, cái này đi là hội nghị ở trường. Ở đâu? Chợ đi làm cái gì? Ở đâu? Hội nghị ở trường. Hội nghị ở trường. Hội nghị gì vậy? Hội nghị ở đâu? Mấy quán cà phê. Ý là thấy bình thường bận đồ cũng bình thường, mà đây bận đồ. Bình thường phê đúng không? Đúng rồi. Rồi mọi người coi kỹ ra làm được bây giờ mọi người ơi, ok các bạn. Nói là lần nữa nha, chuyển động ném ngang hai thành phần, đó là thành phần nằm ngang là đều, còn thẳng đứng là giống như rơi tự các bạn, rơi tự do, được chưa? Nó có hai thành phần như vậy nha các bạn ơi. Vậy bài số 4 này các bạn dùng hàng 45 độ là được các bạn. Rồi 6m rồi xong bây giờ chỗ đúng rồi. Rồi good. Rồi bài rất là dễ mọi người ơi. Đơn vị là mét, thiếu nè, trừ điểm. Tự luận mà thiếu cái không có 25 nha mọi người. Rồi bài này với x là 29.4 là good. Ok ha, bài này trời. Rồi L bằng gì đấy? Có giỏ quá nè. Bây giờ mới là công thức ra đúng không? Không có. Con này hả? Nhiều mét rồi. Đồ xe chẳng thì nó điểm vô. Cái đó là cái cứng tạo. Cứng. Cái này thôi. Rồi ok rồi, về chỗ rồi. Rồi các bạn coi được câu 4 nha mọi người. Và vì bài này cho cái mình cái góc đó mọi người ơi.
không? Còn còn gì nữa? Thôi rồi, tóc là gì đúng không? Thôi về về để giờ chờ lẹ rồi. Hết giờ luôn, tất cả có một câu mà hết giờ. Có điện thoại hoài ra, là đúng chưa? Chui vô đi. Ta chui vô từ ngày đi. Ủa? Là mày ở chỗ hả? Rồi mọi người nhìn đúng rồi, nhìn rồi, nhìn lại này, nhìn lại em vừa, ok ha, nhìn lại này. Bài bài này nha, bài bạn làm hơi thấp xíu là dễ khó coi nha mọi người. VI tại lúc T 3 giây không? Vậy mọi người nhìn vô hàng này các bạn. Nhìn vô nhóc này thì rõ ràng mình hoàn toàn thấy được tan alpha có phải là đối gì kìa không? Rồi lọc mình nha, đối là gì? Đối là gì đây? Đối là VI các bạn. Đối là VI hay VI? VI vô người ok không? K là VI các bạn. K là VI. K là V. VX và VX chính là gì luôn VI các bạn? V không không? Mà đề bài là cho các bạn về không chưa? Cho chưa? Cho rồi. Đúng rồi, cho rồi chưa cho. Nhưng mình tính được VI không? Được, vì sao bạn? Bởi vì VI là gì do? Ok, VI có thể tăng dần ha. Đây mọi người thấy không? Ở đây tên 3 giây bạn tính được cái này ha, 29 thứ 4. Được bạn? Ok ha. Và bây giờ mình có tan, đó là tan mấy? Tan 40 mấy bạn? Tan 40, 45 mọi người. Đúng không? Nghĩa là lúc này mình hoàn toàn có VI thì được hết đâu bạn? Tan có bằng mấy? Bằng 1. Ok mọi người, đã 24 hành cuối. Bây giờ thời gian rơi ha mọi người. Thời gian rơi thì căn 2H trên G bởi vì đây là rơi tự do. Đúng không bạn? Thì thời gian rơi nó đúng là căn gì luôn? 2H chia cho bạn, chia G đúng không? Vậy thay vào từ thời gian rơi. Đúng không bạn? Còn tầm xa là gì các bạn nghe nè? Tầm xa nơi vị trí chạm đất là gì? Là từ cái chỗ này, đúng không bạn? Nó bảo là chạm đất ở đâu mọi người? Nghĩa là từ cái chân này mọi người lên tới đây. Đây là gọi là tầm cho bạn. Tầm xa L chưa? Và bởi vì tầm xa này theo phương gì? Theo phương gì đây? Theo phương ngang không? Mà phương ngang là biểu động với bạn thẳng gì? Thẳng đều. Nên nó chính là V0 nhân cho cái căn 2H trên G thì chính là gì bạn? Chính là gì đây? Chính là cái T không? Ok mọi người, nó không có căn 2 ha. Và ở đây người ta hỏi mọi người thêm một yếu tố nữa là vận tốc không? Rồi giờ nghe trả lời thầy thầy nha. Vậy thì vận tốc mình có mấy thành phần vậy? Lúc chạm đất nè, trước khi chạm đất thì vận tốc có thành phần. Mấy thành phần? Cái là lẽ 5 4 vận tốc mấy thành phần? Mấy thành phần? Hai thành phần. Một thành phần phương gì vậy? Phương ngang là V gì? VX có đổi không? Không đúng không? Nhưng mà VI thì là V gì? VI có đổi không? Có, VI mức là gì? Ok, G nhân T ha. Mà ở đây rõ ràng là mình chính là đây là tổng hợp V tổng hợp khi chạm đất không? Hợp lý không ạ? Ok không? Vậy VX mình có chưa? Là bao nhiêu các bạn? 29 tích mấy? Tích 4 không? Nhưng lúc này VI mọi người được không? Mọi người có thời gian chạm đất chưa? Có chưa? Có rồi. Vậy thì mọi người hoàn toàn tìm được VI bằng G nhân với bạn. G nhân cho T giảm. Đó rồi. Và làm sao tìm cạnh này? Nó này à? Nó nha, dụ gì tìm? Có VX rồi. Có VI rồi. Muốn tìm V tổng hợp phải làm cách nào? Pythagore. Đúng rồi, nghĩa là V tổng hợp của mình sẽ bằng căn của gì các bạn? V X mình cộng V Y mình. Được không ạ? 20 căn 2 phần 7 sẽ mấy được? Sắp xỉ là 4 giây đúng không mọi người? Ok bạn, đây là 4 giây nè. Được không ạ? Vì mình thay vô đây ha, mình được ở đây là căn của gì bạn? 4 nhân vô là 4 30 bình cộng 40 bình là gì bạn? 5 10 mét. Được không ạ? Ok mọi người. Về ít mình trên hấp sĩ là ô khăn 94 nha. Bài cho G 10 số đẹp hơn. Thật chung mọi người, được không vậy? Hiểu đề các bạn, ok không? Phương ngang là V0 không? Phương thẳng đứng là V gì bạn? V rơi không? V rơi là G cho gì? V trên tay. Ok ha này, ok ha. Rồi ok. Rồi mọi người xem lại bài này nha mọi người. Rồi mình sẽ chuyển qua phần tổng hợp lực tiếp. Để con là gì ạ?
37 37 37 biết phương trình quỹ đạo L max là 20 ok. À chưa thằng đầu đã xíu. Rồi 37 37 phương trình quỹ đạo đúng không? Cái này đúng không? Đúng không? Ok. Ok nhưng mà đọc lại đề cao 5-6 mét là gì? Rồi chân tháp ở đâu? Ở dưới đất. Vậy cái này là gì? Là sơn ghi thế là hát. Đúng sao? Rồi sao ghét. Được không bạn? Ok không? Hình chút nữa bạn. Ok không rồi. Điểm chạm đất cách chân tháp vậy cái đoạn này là 3 mấy mét này? 36 mét rồi. Vậy lẫn dẫn tới một điều là ở đây L bằng gì bạn? V không nhân gì? V không nhân? Nhân T không rồi. Vậy dẫn đến muốn tìm được thời gian mà chạm đất các mọi người thì ta làm sao vậy? Ta lấy L chia V gì? L chia V V0 không? Mà L là 36, V0 mình có chưa các bạn? 36 là mấy vậy? V0 là mấy? V0 là 12, vậy 36 chia 12 là được 3 giây. Ok không? Đúng rồi, đúng rồi, ok các bạn. Vậy em thay ngược lại thầy 3, ba mình là 9 9. Ba mình là 9 x 10, 90 chỉ 2 lạ. Ủa có lòng em sai hết. Ôi mọi người về nhà có ba bà không? Nghiêm túc quá. Có bà gì? Có ba bà gì mà con quýt gì mà lộn tùm phèo từ đầu đến đuôi. Lấy bài lên làm sửa vô anh thầy đàng hoàng nè. Rồi ok mọi người, ok hai gì ném ngang xong cho mọi người. Rồi vậy hôm qua nãy mình sửa những cái bài cơ bản nhất của ném ngang các bạn, ok không? Tuần sau thì cho mọi người lên là trách nhiệm ném ngang nữa. Đỡ bạn. Ôi, em ngồi luôn nha. Rồi ok mọi người, đó là lần nữa ơi, ném ngang xong nha mọi người. Về nhà mọi người làm thứ trước đó, kiểm nó ngang nha mọi người. Tụi xong cái mọi người lên bảng trình bày y chang cái bữa lên tư lý do vậy ha. Rồi ok chưa? Rồi đó là một lần nữa nha bạn. Ở đây ném ngang rất là đơn giản, mọi người chỉ cần nhớ một bước cơ bản thôi. Và nhớ mình bản chất của ném ngang là có mấy thành phần chuyển động. Mấy? Mấy các bạn? Nó lại là lớn là mười mấy thành chuyển động bạn. Hai, thứ nhất là phương gì bạn? Phương ngang là về gì? Về không, có đổi không? Không. Thứ hai về gì bạn? Về thẳng đứng. Mà có đổi không? Có, vì nó là chuyển động gì bạn? Rồi tự do, ok chưa? Và ở đây có hai thứ cần nhớ. Thời gian chạm đất chính là thời gian tự do căn cái ngờ. Còn tầm xa là cái tầm theo phương gì? Theo phương gì bạn? Theo phương nào? Ok không? Giờ thành phần vận tốc có hai phần với tôi đi. Thành phần vận tốc muốn tính vận tốc tổng hợp thì mọi người tìm chỉ bạn dùng gì đi ta. Thì ta còn V tổng hợp bằng căn với ít bình cộng với mình. Ok không? Rồi ok không? Hết này cái. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ mọi người mở mình ra trang số 3. Mọi người mở mình mà đọc sách tập lập ra mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa về các vấn đề về tổng hợp lực các bạn. Mình có các trường hợp về tổng hợp lực như thế nào mọi người. Rồi với con lên 7 mọi người phải làm được rồi nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mọi người mở lực đi mọi người. Phần tiếng ngang mọi người là vẫn còn thắc mắc đó, thì mọi người có thể nhắn với anh Trường trên group trợ giảng nha. Group trợ giảng mình đã nói mọi người rất nhiều lần, nó có một anh tên là Minh Trường đó mọi người, anh sẽ xích lịch thù đại với mọi người đó mọi người. Ok ha. Rồi mọi người chủ động nhắn anh nói mọi người, mình sẽ kêu nói về nhắn cho mọi người lại cái link đăng ký của đạo lớp 10 như thế nào mọi người. Rồi ok. Rồi bây giờ mọi người coi mình bây giờ tổng hợp lực nè bạn. Thời nhìn lên mọi người, bây giờ đây là phần mới rồi, không liên quan đến ném ngang hết, nên mọi người làm ơn xem kỹ với mình cái. Cái này phải trong sách. Về nhà không có rất best luôn. Đây là về nhà. Ok các bạn, ok mọi người nói cho tổng hợp lực mọi người ok ha. Hôm trước mình cho mọi người coi một điều rằng là gì các bạn. Vậy thì ở đây nha, người về lực, lực là gì nhớ không? Lực có mấy đặc trưng? Lực có mấy đặc trưng? Mấy? Hai đặc trưng không có đúng, có tác dụng mấy đặc trưng các bạn? Bốn đặc trưng. Thứ nhất đó là gì các bạn? Điểm đặc. Thứ hai là gì các bạn? Phương. Thứ ba, chiều. Thứ tư, độ lớn. Ok các bạn, được chưa? Lực là gì các người? Lực là một đại lượng với bạn. Đại lượng gì? Đại lượng gì? Đại lượng có hướng không? Có. Mình quýnh cho một bạn thì có hướng không? Có. Ok người, nên nó được gọi là lượng vector các bạn. Vector. Rồi ngoài ra lực có mấy tác dụng?
hai, đó là một hai cái dụng. Thứ nhất là cái dụng như bạn một là như bạn mình bóp đầu ý không được tiền, mình bóp một cái đồ vật gì đó cho lại là bị biến như bạn, biến dạng đúng không? Còn hai, mình ném một cục phấn vô tường thì cục phấn bị như bạn bị gì? Bị dội, bị dội ra ngoài, bị dội ra là làm biến đổi như bạn, biến đổi chuyển động. Mà nó sang trọng hơn, biến đổi chuyển động ở đây là biến đổi cái gì? Đại lượng gì biến đổi? Chuyển động thì đại lượng là đặc trưng chuyển động gì? Nó là như bạn vẫn vận tốc về không? Là đổi về cả hướng và độ như lúc bạn độ độ lớn không? Ok rồi, ok ha. Vì lực là lượng vector nên có một phần nội dung cực kỳ quan trọng mình phải nhớ các bạn, đó chính là gì bạn? Tổng hợp lực. Một người có thể chịu một lực không? Có không? Không. Có gì nhiều lực các bạn? Nhiều, ok rồi, giống như nó các bạn. Ok các bạn, ví dụ một lần nữa người, ví dụ như có một bạn kéo tay thầy kéo anh, kéo rồi kéo rồi giật thầy đèn phía anh, rồi kéo kéo rồi kéo rồi ok từ từ một bên kéo một kéo một rồi kéo lại hai là kéo rồi thì giật bên trái đúng không, kéo giật bên phải đúng không, rồi rồi hai người kéo thì bị thầy bị với bạn giật về phía gì các bạn, giật về phía trước các người, ok người nghĩ là tổng với bạn tổng gì đây tổng hợp hợp lực được chưa rồi. Và rõ ràng ở đây nha, trường hợp đầu tiên mình nói trước đó là gì các bạn, hợp lực thì có thể có mấy lực, nhiều lực không? Nhưng mình học trước một cái trường hợp liên quan mấy lực trước bạn, mấy lực F1 cộng F gì? F2 là hai lực ha. Ta gọi bằng F hợp với bạn, F hợp hợp lực. Rồi mấy trường hợp? Mấy trường hợp lực? Có trường hợp không là gì hai. Có bao nhiêu trường hợp tổng cộng ở đây các bạn? 5 trường hợp. Ok không? Rồi trường hợp nhất đó là gì các bạn? Các lực thì như thế nào với nhau? Cùng gì? Cùng cùng chiều không? Đúng rồi, ok không rồi. Rồi thứ hai là trường hợp các lực này như thế nào với nhau các bạn? Ngược gì? Ngược gì, ngược gì? Ngược chiều không bạn? Trường thứ ba, đó là các lực này như thế nào với nhau các bạn? Như thế nào với nhau? Vuông góc nhau. Trường thứ tư, đó là hai lực thành phần bất kỳ như thế nào với nhau đây? Bằng nhau không? Rồi coi nè, cộng vector nè. Đúng không? Hồi đó học cộng vector thì mọi người nghe ha, nếu mình có vector đây là F1 đi đúng rồi, cộng với một vector F2 đi thì vector tổng hợp bằng gì? Bằng F1 sao bạn? Cộng F2 không? Vì hai vector cùng chiều, vậy đây là F tổng với bạn, F hợp gì? F hợp hợp lực không? Thì dẫn đến điều ta có đó là F hợp lực bằng gì bạn? F1 cộng F nếu nó cùng chiều không? Nhìn đây nha. Ok ha mọi người, ok bạn. Rồi ok tiếp. Bây giờ nếu hai lực ngược chiều, đây là vector môn toán nha mọi người ơi. Ví dụ bên này mình có 4 ô. Ok không? Bên này F2 mình chỉ có 2 ô thôi. Ok mọi người, một lực ví dụ điểm này thấy không? Vậy hai lực này như thế nào nhau? Ngược chiều không? Mà khi ngược chiều, tổng vector là dấu gì? Dấu gì bạn? Dấu trừ mọi người. Nên dẫn đến lúc này nếu như đúng ra thì ở đây F hợp lực của chúng ta sẽ bằng gì các bạn? Trị của gì? F1 trừ F F2 không? Vector đó mọi người. Ok mọi người, hai tên ngược chiều thì cộng lại là dấu gì? Dấu trừ rồi. Giống bán không? Dạ. Ok các bạn, được chưa? Và nhìn luôn, nếu như vậy lúc này F1, F hợp lực của chúng ta nó phải luôn hướng theo ai? Hướng theo vector gì? Hướng theo vector gì các bạn? Dài hơn không? Ví dụ 4 ô 2 ô vậy cộng 2 vector này lại nhau ngược chiều thì còn mấy ô? 4 trừ 2 là mấy? Là 2 ô. Chạy nó hướng theo đứa nào? F1 F1 hay F2 này? Hướng F1. Vì sao vậy? Vì F1 sao bạn? Lớn hơn được không? Ok không? Rồi tiếp thứ 3, thứ 4 người ở thứ 3 người. Đó là bây giờ nếu ta có hai lực chúng nó như thế nào với nhau đây? Hai lực như thế nào nhau bạn? F1 và F2 như thế nào với nhau? Vuông góc nhau không? Và khi vuông góc như vậy á, tổng hợp lực dùng quy tắc gì? Quy tắc gì? Chưa, quy tắc gì? Tổng quát nhớ quy tắc gì các bạn? Hai lực khác phương rồi, quy tắc gì các bạn? Hình bình thành. Mà hình bình thành có một góc vuông biến thành hình gì? Hình chữ. Chữ nhật. Cái đồng hợp không? Chỉ đồng hợp đến sao bạn? Dùng bi đã. Bây giờ rồi, bằng căn nhìn nè. Góc vuông không? Góc vuông không? Bằng với bạn F bình bằng gì? F mấy? F1 bình cộng
hai bình. Ok ha, căng của F một bình cộng F hai bình. Ok mọi người, được không ạ? Và ở đây muốn tìm hướng thì ta tìm gì? Tìm hướng tìm gì? Tìm cái góc hợp phải không? Ok rồi. Rồi trường hợp này rất quan trọng, chú ý giùm mình một cái nha. Đó là bây giờ nếu ta có hai vector chiều dài với nhau đây bằng như này, bằng nhau. Rồi mình có F1, F2. Nếu bằng nhau thì mình chú ý giùm mình một cái này. Quy tắc hợp hai vector này ta vẫn tuân theo quy tắc gì các bạn? Quy tắc hình gì các bạn? Hình bình thành không? Và nếu như tuân theo hình thành của mọi người thì có phải mình sẽ có một cái vector hợp lực là vector đỏ hay không? Đúng không ạ? Ok không? Trả lời giúp mình nha. Thì gọi góc hợp bởi hai vector này ha mọi người. Cái mẫu hai này, nguyên góc bự này là alpha. Được không? Vậy thì nghe nè, hình bình thành có hai cạnh hình bằng nhau là hình gì? Hình gì các bạn? Hình bình thành hai cạnh bằng nhau là hình gì các bạn? Hình thoi không? Và vì đây là hình thoi, công thức F hợp lực bằng gì? Bằng gì bạn? Cái này quan trọng nha, gì 10 bài chắc phải 8 bài trường nha bạn, rồi bạn. F hợp lực bằng gì bạn? Hai lần, bữa chứng minh luôn rồi, hai lần gì? F1 hoặc F mấy? F2 hay thành phần không? Ok các bạn, được không ạ? Được không? Cầm rồi, được không? Nhìn đây, nhìn đâu? Được không? Ok ha, hai lần F1 chân cái gì bạn? Cos của gì bạn? Nửa góc anh là nhớ nha, cái 1 phần 2 này là của cái nào? Của cái góc chứ phải của cos không? Không. Được chưa? Nhưng nói về mặt hướng mọi người, lúc này F hợp lực chính là cái gì các bạn đố biết? Nói cái gì mọi người? Đây là đường gì bạn? Đây là đường gì bạn? Đường phân, phân giác. Các bạn ơi, thuộc phân giác của F1 và F2. Các bạn, ok không? Vậy bốn trường hợp trước, mình còn một trường hợp tổng quát nữa. Ok mọi người, nhưng bây giờ phải nhớ mình cùng chiều dấu cộng ngược chiều từ vuông góc vì ta co và hình thoi trong nước cốt. Nhớ bạn, 2F nhân cốt nửa góc lưng. Ok ha, rồi đứng chứ này ơi. Ok ha, rồi bây giờ bản làm mọi người ơi. Rồi bây giờ mọi người coi hình này mọi người. Hình này chưa là về nhà rồi nhớ bạn. Đâu mở ra coi ai chưa làm, chưa tay chứ. Chưa làm, chưa làm hết, ok, chưa làm hết học sinh mà khó làm rồi nha, khó làm rồi thì thôi. Mày là chưa làm một câu nào cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngọc có bài là chưa? Ngọc xem viết là chưa? Sao vậy chưa có viết nữa? Ok. Mình nhớ nghe nha, ý là trên lớp bài là bài mới rồi nha, nên là cố gắng nghe thầy đó nha. Ok, tập trung nghe, còn thấy đường như nó bị treo. Có bị hút không? Ok, vậy lên đây ngồi luôn đi. Ok. Rét thế này dữ lắm à. Ok mọi người, được các bạn, được các bạn ơi, rồi. Rồi ok mọi người, được các bạn, rồi bây giờ nghe mọi người. Ok, bây giờ mọi người lên bảng nha. Bây giờ mình coi hình này các bạn. Bây giờ mình có 4 hình trước ha. A, B, D, F. 4 hình cơ bản nha. Mỗi bạn có 1 hình. A, B, D, F. Trình bày rõ ràng và mọi người lưu ý đề kêu xác định vector tổng hợp không? Và nếu như muốn kết luận vector á thì phải kết luận mấy thứ? Không có hai. Muốn kết luận một vector phải có mấy cái? Bốn đặc trưng của vector không? Thứ nhất là gì bạn? Điểm đặt. Thứ hai, phương. Thứ ba, chiều. Thứ tư, độ lớn. Kết luận đủ bốn cái, không thiếu bất kỳ cái nào nha. Rồi ok người, rồi bây giờ lên ha. Rồi 1, 2, 4. 1, 2, ô A, cầu B, cầu C, cầu D. Ở lộn A, B, D, E nha mọi người. Rồi, lên A, B, D, E. Không, A, B, D, E. Thôi làm bài đi nha. Cao 15 phút chị 7 rưỡi chị.
Rồi A B D F nha, làm trước rồi A lên. Rồi vẽ hình cho mình cái này rồi tất cả cũng đi cái đi. Rồi dưới là nhìn mình nha mọi người. Xong hết chưa? Xong hết các trường hợp luôn. Còn trường hợp nào y? Cho thầy mượn coi mấy còn lại được không? Thế cho 20 đổ hả? Ok. Ok cũng đúng rồi đó, nhưng mà trình bày thấy ghê quá. Ê trình bày á, nên ví dụ là hai không biết là hai chưa đỡ một cái. Trình bày là hai cặp kiểu gì vậy? Một cái kiểu là như là suy ra. Cái đồng kỳ đó, ok không được là để không khối tự làm đúng rồi. Ok cái là dù hàm cốt cũng được. Mà mình thấy là nó rất là hai ép dân dòng cốt đó có gì là đúng không? Ok. Thế là gửi ra giờ cái này một chút là phát cuối này cái mà lượng hiện tổng hợp hai trước mà nó phải là nó độ lớn hay bằng nhau đúng không, thì hợp lực là được bình thường phần giác thì cái là lực này lực bằng nhau là ngược chiều nhau rồi giờ nó là xong làm chưa làm chưa làm lại nó có làm không là có ghế mà đấy ok biết rồi được rồi chúng ta là đi sao 40 chia ra ok không cần không đi 40 là được cái rút là nhỏ này cái là không nhỏ đúng rồi không sáng mà là hơi tắt một xíu bài này em nên đi em đi từng cái một ví dụ như là ở đây em nghĩ là vì sao nha bài thêm được cái nghiệm cái hai cái nữa em đi từng cái nghiệm cái này vì sao cái này được dấu cộng thì F1 cùng điểm này okay. Rồi vì sao nó trừ thì F1 thì điểm này rồi còn này em tổng hợp lại trước tí này để trình bày kỹ hơn cho em biết nào và đúng rồi cái bài này ví dụ là những bài thi đi đi đâu đó ví dụ là người tập đáp bài này đó một cái một cái máy bộ phương cái nhà cái máy bộ cái bài đó cái bài lần rồi nhưng bây giờ em tổng hợp mấy trước một bài trước rồi có em bài mấy bài trước một bài đó xin này là Chị ra dễ lắm mà. Chị F1 em phải
Rồi coi bài à, ok rồi làm được cái nhân dịch bài vẫn đúng hay nhìn điểm đặt phương hiệu lớn thì ok ha. Rồi mình nhìn mọi người thiệt ra mình nên tính này tính trước ha. Rồi điểm đặt này nghe nè, hai lượt này cùng chiều mọi người phải làm một việc nữa là phương vẽ ép hợp gì, ép hợp hợp lực bền rồi thứ hai ghi cái này không đúng, ghi vector thì phải hai vế đều là các gì vector hết rồi. Nhưng vấn đề là ở đây khi tính toán rồi, một vector có bằng một con số không? Không. Đúng rồi, một vector không thể bằng một con số được. Nên muốn tính toán thì phải có một dòng, là dòng gì bạn? Dòng giải, giải thích. Vì F1 cùng chiều với F2 nên suy ra F hợp lực của mình khi tính toán thì không còn con số, à, không còn cái dấu của tên nữa. Ok ha, vậy nó bằng là gì đây? F1 cộng F, F2 thì cộng lại cái tháng 5, không có dấu của tên. Ok chưa? Rồi, bài bên này thì sao? Bài bên này thì hàng ok, hàng cũng đúng ha, ok hàng hứa ha, nhưng cái này mình nên là ghi thêm này vô. Ghi thêm thằng lượng chiều, ok. Rồi bài này bây giờ coi thì good rồi ha, nhưng mà vẽ hình dùm thầy ngang F1, F2 thì F hợp lực hướng về phía thằng này. Thằng này dễ F hợp lực luôn đi ha. Pythagore đúng không? F hợp lực. Rồi bây giờ thì kết lực để thêm mình cái thằng gì F1 vuông góc với F2. Rồi ok ha, rồi phương nằm ngang nè đúng không, chiều trái sang phải ok ha. Rồi thực ra là nghe nè, mọi người coi mình lấy cái lượng chiều để sang phải này thực chất ra cũng đúng nha, nhưng bị cái không tổng quát. Biết sao không, mình không nên kết luận cái này mà mình nên kết luận dựa trên một vector đã có trước, ví dụ F hợp lực cùng chiều F mấy, cùng chiều F mấy bạn, F mấy, F1 rồi, vì đề ra sang F1 rồi. Còn thằng bên này nè thì cùng chiều với thằng dài hơn đúng không ạ? Thằng dài hơn là F nào? Em ấy F1 không thì mình không nên ghi này, mình ghi là F hợp lực cùng chiều với F như vậy. Với F, F1. Rồi xử trình bày với nhau rồi. Làm thì đúng ha, mình trình bày thời ấy xíu ha. Rồi ok, giờ vuông góc với nhau. Rồi ví dụ ha, phương xuyên chiều trái sang phải em không hiểu. Phương xuyên thì đúng rồi. Nhưng chiều trái sang phải là chiều này mà, chiều F2 mà. Chị muốn tìm ở đây á, mọi người muốn tìm nó là phương gì hay là chiều gì á thì mọi người nhớ chúng ta không tìm được phương xuyên. Bởi vì nó có bao nhiêu loại phương xuyên lận? Ngàn tỷ loại không? Chị muốn tìm được hướng của nó mình phải tính thêm cái gì các bạn? Tính thêm cái gì? Tính thêm cái góc alpha, ví dụ thầy gọi alpha thế này. Dù hàm gì được các bạn? Hàm gì chả được, dù hàm tan được không? Tan, rồi, đâu thầy có tan sao vậy? Đâu bên đâu vậy? Đâu em lấy được tan tan còn gì? Đối là em ấy. Đối với em ấy nè, đối với F1 chia kề lấy mấy F2 không? Vậy đây là F1 của mình là 1 chia 1,2 được không ạ? Và sau đó các bạn kết luận rằng cái góc alpha này nè, đó là góc hợp bởi F hợp lực và F2. F hợp lực mấy bạn, F mấy? F2 đúng không ạ? Ok không rồi?
trình bày kỹ xíu nha, làm đúng nha, nhưng trình bày cái ghê quá. Ví dụ đây nhớ mọi người đã kêu vẽ hình và có hợp lực rồi, làm ơn làm phước vẽ thêm hình cho mình nhé bạn. Trời ơi, yeah. Rồi ok, vẽ hình, hình gì đây, hình gì bạn là gì? Hình, hình thôi. Rồi đó là một lần nữa ha. Phương này, phương chiều ở đây nè mọi người nghe nè. Mọi người ghi từ trái sang phải cũng không ông ấy nữa. Ok các bạn, mình nên ghi sao cho hợp lý không? F hợp lực có phương như bạn thuộc gì? Phần phần giá của F1 và F2 cái này bảo đúng luôn. Đó bạn ok rồi. Và ở đây nha, mọi người làm mà không có đi kích lập luận gì hết. F1 bằng F mấy? F2 được chưa? Hồi bữa thầy trình bày cho mọi người, thầy ghi lập luận rất là kỹ luôn đó, nhớ không? Nhớ bản thầy ghi không? Thầy ghi rất là rõ ràng lập luận luôn nha, mọi người làm ơn làm lập luận cho các bạn. Được chưa? Rồi bốn này cuối thầy mọi người tốt ha, nhớ điều là hơi ế lập luận chút xíu thôi. Rồi check lại hình bài xíu mọi người, còn lại là đúng rồi. Rồi, giờ nghe nè. Giờ giá bộ mọi người, giờ nghe mọi người ok chưa? Vậy mấy bạn ok chưa các bạn? Trong một phút nữa nha. Rồi dò lại mọi người. Vậy bây giờ là những câu này chỉ có bao nhiêu lượt thôi các bạn? Mấy lượt thôi? Mới có 2 lượt rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mọi người ơi, bây giờ nếu như chúng ta có một bài toán liên quan đến không phải một lần nữa, ví dụ nhìn vô những bài khác đi, từ mấy lần trở lên, mấy lần, hai lần, chị giả bộ mình đâu có học phương pháp tổng hợp hai lần đúng không? Vậy bây giờ bài này mình mới làm gì giờ? Ví dụ ba lần thì mọi người nghĩ làm gì? Mình sẽ làm gì mọi người ơi? Mình sẽ làm gì? Bắt cặp mình trước rồi. Đó là ok rồi, ví dụ. Ví dụ mình không nói này nha. Ví dụ đây mình các cặp đại, nếu mình có 1 cộng 2 thấy dễ thì bắt cặp mình cộng hợp là 1 F1 vậy bạn. F1 2 phải mấy? Cậu F, F3 chứ là F hợp lực không? Đúng rồi, giờ rõ ràng mọi người ơi, F1 với 2 là 2 lực, cộng lại được 1 2 không? Vậy sau khi 3 lực, mình tổng hợp 2 rồi, còn mấy? 1 và 2 rồi, 1, 2 và 3 không bạn? Ok rồi, mình tiếp tục.
Vậy nếu như có năng lực đi thì mình làm như vậy, năng lực liên việc nhau mình làm như mình gì tổng hợp bất cập lại còn mấy, còn mấy, 1, 2, 3, 4 bất cập tiếp còn mấy, 1, 2, 3 bất cập tiếp còn mấy, 1, 2 vậy mới bình được các bạn. Rồi ok, tuy nhiên ha, cũng phải khôn ngoan mình nên bắt cặp như thế nào. Bắt cặp sao cho khôn, cho khôn ngoan của mình. Bắt cặp sao vậy? Mình nên chọn các trường hợp gì làm trước. Dễ nhất làm trước không? Dễ nhất là trường hợp gì bạn? Cùng chiều chứ không? Sau khi cùng chiều mà không thấy còn cùng chiều nữa, mình tới trường hợp với bạn ngược chiều không? Và sau khi ngược chiều không thấy còn gì đặc biệt nữa thì mình làm với bạn, mình làm tới vuông, vuông góc hoặc là hình như bạn, hình thoi. Rồi cuối cùng nha, khi nào bí lắm á thì mới dùng cái gì bạn, tổng quát. Được chưa mọi người? Mình tiên từ cái dễ nhất trước, thế là cùng chiều trước. Tới gì các bạn, tới gì nữa, tới ngược chiều. Ngược chiều tới gì đó mọi người, tới hình vuông hoặc là hình thoi không? Và cuối cùng mới tổng quát, ok các bạn. Để ví dụ lấy một cái gì xuống đây. Lấy cái gì vậy? Rồi ví dụ mọi người rồi mọi người ví dụ nhìn cho các bạn mọi người, nhìn cho các bạn mọi người thử mọi người. Bây giờ nhìn cho các bạn thử các bạn. Vì bài này nó có 3 cái lực. Vậy theo mọi người nghĩ nha, mình ép hợp lực mình nên cộng làm trước. Mày máy trước. Em 1 máy trước các bạn. Em 3 chứ không? Vì nó cùng với bạn. Cùng chiều sau đó có 1, 3 rồi mình cộng với máy. Cùng với 2 rồi. Rồi ok. Rồi vậy làm thử mọi người. Tình yêu. Rồi làm thử ra rồi, còn lính mọi người cho 13-30 giây thì tính liền. Giảm 30 giây là quá nhiều chứ con này ha. Rồi ép hợp lực là nhiêu? 20. Nhiêu? 20. Máy? 20. Ủa sao biết 20? Tính tính sao vậy? F1 cộng F3 là mấy? 25 không? Vì cùng chiều thì F1 3 cộng với 2 ngược chiều thì là 25 trừ 5 là mấy? Là 20 luôn. Ok mọi người, nhưng mà mình nhớ nha, trình bày thì bắt cặp, ví dụ ở đây bắt cặp gì vậy bạn? 1 gì? Mình nói là 1 2 mà mình bắt cặp 1 mấy? 1 3. Ok các bạn, sắp 1 3 rồi mình mới tiến tới thằng với bạn 1 2 3 nha. Ok ha mọi người, được các bạn, được kêu mọi người, ok ha. Rồi bây giờ mọi người thử thì mình làm một câu, mọi người đọc câu E nha. Rồi nhìn câu E ha. Những con này người làm nhẩm cũng được đó mọi người, chỉ cần nhẩm thôi cũng được nữa đó các bạn. Trình bày kỹ chút xíu. Rồi thì câu E mọi người ơi, ok thì đúng rồi, coi mình câu E á này. Bây giờ câu E mình có mấy lực rồi? À phải 3 lực, dễ quá, giờ là mấy lực đây? 4 lực, ok rồi thì có 4 lực này mọi người. Bây giờ đầu tiên mình có F1 của mấy không? F1 mấy điểm tên các bạn? 3 điểm tên, ok, hướng sao vậy, hướng gì? Hướng lên, rồi F mấy? F1 không? Sau khi tới F1 F mấy nữa các bạn? F2 điểm tên vậy? 1 điểm tên. Ok không? Rồi F mấy nữa bạn? F3 mấy điểm tên? 2 điểm tên. Ủa F3 mấy? Ok F3 nằm ở đâu? Vậy F3 mình không có phóng lên. Phóng tím không có mà sao? Cũng trắng. Rồi mấy điểm tên đây? 5 điểm tên, ok không? Rồi 5 điểm tên. Này F3. Vậy F4 mấy điểm tên các bạn? 2 điểm tên, rồi ok. Vậy bây giờ nghe đây. Vậy nếu như vậy thì tại cái điểm này, điểm A này á, nó chịu bao nhiêu lực lận các bạn? Ép tổng hợp cho mấy lực các bạn? 1 2 3 Dạ 4. Người khôn ngoan theo nên tính cái nào trước. Cùng rồi tới ngược. Coi có tập cùng không? Không. Coi có ngược không? Có. Mấy ngược mấy? Rồi 4 ngược nhau, mấy nữa? 2, 3 ngược nhau.
Vậy mình hoàn toàn nhìn thấy rằng mình bắt cặp một với gì lại với bốn phải không? Và khi bắt cặp một bốn lại mình có là f một gì, f một gì đấy, f một bốn không cộng sau khi một bốn cộng lại là tới hai với bạn hai ba. Các bạn coi mình bày nha. Rồi tới đây mình chưa được làm tiếp mà mình sẽ làm với bạn. Nếu bài này kiểm trắc nghiệm thì dễ quá rồi, tính được không? Được, tính liền luôn. 3 trừ 1 2 là 1, 5 trừ 1 là 4, làm được liền. Nhưng nếu bài này tự luận thì tới đây các bạn phải làm một việc, đó là gì bạn? Tách gì bạn? Tập riêng là tính được. Ok, F14 bằng gì? Bằng F1 cộng F F4, mà trường hợp này 1 và 4 như thế nào với nhau đây? Ngược gì? Ngược chiều nhau. Và khi đó nghe mọi người ơi, dẫn đến F14 bằng gì bạn? F1 trừ F F4 rồi như mấy gì mấy? 3 trừ 2 là 1, chúng ta rồi. Ok không? Nhưng kết luận hướng nữa. Đúng rồi, phải có hướng thì mới biết được hướng như thế nào các người. Rồi F14 hướng theo ai? F1. Theo mấy? F1. Vì sao vậy? Tại nó lộn dài hơn không? Vậy mình dùng dấu gì đây? Dấu cùng cùng chiều với F1. Ok không? Được rồi. Vậy dẫn tới một điều quá đơn giản cho mọi người. Rồi tiếp tục. Bây giờ tới F mấy nữa? F2 gì? F2. F2 bà. Rồi đọc cho mình tập phim với mọi người. Tập phim với mọi người. F2 bà bằng gì? Đúng không? Được rồi. Rồi tiếp mà F2 với F3 giống nhau. Đúng không? Vậy dẫn đến một điều rằng đó là gì? Lúc này thì F23 bằng gì? Dấu gì? Dấu gì? Dấu gì? Dấu trị F2 trừ F nhiêu? 5 trừ 1 là 4. Rồi, vậy F23 cùng chiều với 2 F3, F3. Vì sao vậy? F3 dài, F3 dài hơn. Thấy là còn kỹ càng không? Cực kỳ kỹ. Rồi, nhìn 1, 4 hợp lại, mình được 1, 4 hướng theo bé nào? Hướng theo bé 1. Đây là F1, 4. Đúng. 2, 3 hợp lại hướng theo bé nào? Bé nào các bạn? B3 là ok. Vậy hai cái lực này như thế nào với nhau quý vị? Vuông góc. Ôi dùng gì? Pythagore các bạn. Rồi vậy vuông góc nhau chưa? Vậy có phải F hợp lực của chúng ta là cái đường màu gì đấy bạn? Màu vàng. Đúng rồi. Và ở đây kết luận rất đơn giản, đó là vì F23 vuông góc với F1 một bốn nên suy ra F hợp lực bằng các bạn căn F 1, 3 bình cộng F đó, F2, 3 bình cộng F1 1, 4 bình. Rồi, cộng là gì anh? Căng vào lý. Dễ không? Bài tập làm trắc nghiệm thì nhanh hơn mấy lần? Chục lần. Chục lần, chị sai vậy có phải là ghi mấy ông rồi mày không? Không. Nhìn thấy liền không? Thấy liền. Đúng bạn, ok rồi, được không ạ? Rồi cái chưa ơi, đây là trường hợp liên quan tới cùng chiều và ngược chiều ha mọi người. Ok đây. Thì bốn được đều lại với nhau. Ok ha. Tự thiết kế. Chủ giữ còn có bản không. Giờ thiết kế nha. Được không? Ok không? Ok đúng không? Quên anh được không? Được. Được. Ok. Hành tướng hành. Rồi ok nha mọi người. Chị nhớ nha. Nhớ cho mình nha. Vậy tự luận thì phải trình bày một cách chi tiết. Nhưng su cờ na lỡ thi trắc nghiệm thì sao cần không? Không. Mắt thường không cần làm. Nhìn ra không? Ra thì sao vậy? Ngược chiều 3 chia 2 là 1.
5 trừ 1 là 4. 1 bình cộng 4 bình được chéo. Ok. Rồi giờ mình chưa được dễ mà đúng không? Ê, mà nhớ ha. Mọi người nhớ điều kiện F hợp lực phải nằm trong khoảng đảo nào không? Hình bình thành F hợp lực phải lớn hơn gì? Lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng giáo vậy? Bất đẳng thức gì vậy? Ok không người, vì sao vậy? Nguyên tắc hình bình thành đúng không? Thì các bạn là một cái vector, một cái cạnh đúng không người? Nó phải lớn hơn hiệu hai cạnh nhưng phải nhỏ hơn các bạn tổng cái cạnh đó. Ok rồi, nhớ được gì đó nha. Rồi ok, bây giờ mình lên này. Rồi ok chưa, sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ mình rush cho 10 rồi. Bạn nào làm rồi thì ok, giỏi ha, giỏi giỏi, good, 10 điểm. Nhưng mà bây giờ bạn nào chưa làm thì lên cho mình. Thấy mình kìa không? Thấy không? Rồi, cầm đứng lên. Nha, có chưa? Bữa nay trên mạng thì thấy có con giáo viên trả bài bằng Olivia ấy đó. Dạ, biết. Hay đó không? Dạ, rồi thú vị lắm, mốt cho người đó nó tính nha. Cầm cái tính lên đây ngồi dò rồi. Vậy nhìn này bạn ơi, bài này cho các bạn 2 phút đọc đáp án cho mình. Bắt đầu. Ô, trời cũng nhiều quá, không vậy. Rồi lại lên nha, 2 phút mọi người ơi. Không cần trình bày, đọc liền đáp án. Chúng ta nên tổng hợp 2 cái tờ trước. Nhớ nha, cùng chiều không được thì ngược chiều. Ngược chiều không được thì hình thoi hoặc hình chữ nhật. 2 phút cho bài này là quá dài nha mọi người. Good, giỏi. Nhiều. Đã chưa. Rồi, im lặng nha, thầy với lòng coi tính mọi người ơi. Sai rồi. Tại vì sai, ba lực lận. Người đúng số chứ phải lừa nghiêm. Chứ là phân gì? Phân giá. Phân giá ghép ba như nào nhau vậy? Cùng chiều cộng là sâu. Dễ không? Tốc độ nha. Cùng. Rồi, hồi nãy cho 2 phút hơi dài. 1 phút. Nhanh nha, tất cả mọi người đều làm thử nha mọi người ơi.
rút cái nó đóng thử coi. Tổng hợp 3 thằng luôn. Ủa thì có 2 góc rồi, tổng 3 góc là 360 không? Tự trừ đi. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Xong chưa? Xong chưa? Vừa đúng không? Xong chưa? Ok, xong chưa? Không. Mình còn 18 giây nữa. Xong chưa? Xong rồi. Không chưa? Đúng. Không chưa? Đúng không? Xong. Ra không chính xác, ra không hơn bước. Biết sao không rồi. Phân giác được chiều không? Phân giác được chiều 2 x 3 x cos 60 là 3 luôn. 3 với 3 là bằng 0. Dễ không? Trời ơi. Cái này là mọi người ở đây ở cái chợ rồi cái gì mà đừng có biểu cảm bằng cái chữ ba mẹ. Được không? Để chữ má thì còn đỡ. Mọi người đừng nói thêm chữ nha. Rồi ok. Họ giỡn ra này giỡn được không? Đừng nhầm. Nhẩm được đâu, ok ha, đừng nhẩm này ha, nhẩm không nổi đâu, ok chưa, ok không, đó hình được dễ không, dễ ha, rồi ok, bây giờ mình qua phương pháp khác, mọi người, rồi ok cho mọi người vậy thôi, mình chốt có hình lực nha mọi người, ok các bạn, về trường làm mọi người, ở bài trường đó, nó có nhiều lực, mình cứ bày ra, mình làm từ quy tắc, mình làm cái nào trước, trả lời quy tắc là nào trước, thứ hai, thứ ba, Pythagore hoặc hình thoi và cuối cùng thì mới tổng quát, nhớ chưa? Rồi đúng theo trình tự nha, đừng làm sai trình tự mọi người, sao biết lắm. Rồi ok, và bây giờ mình làm một việc khác, đó là mình sẽ một cái phương pháp ngược chung lớp luôn. Trời ơi, chung lớp luôn. Ba là chung lớp. Chung lớp với cái gì? Vàng luôn, vàng. Wow. Ôi, có một băng, hai băng. Băng này nghỉ một đứa này. Rồi ok, rồi coi mọi người. Quên tìm lấy băng, nó nhóm với nhau. Rồi ok, giờ nghe. Nói lại nha mọi người. Bây giờ mình có 3, ví dụ 2 lực tổng hợp với nhau không? Thằng này kéo mình cái, kéo mình cái, hai này cùng kéo. Thứ gì chứ không? Đó tổng hợp lực. Đó bài giờ ví dụ nghe. Này là gì? Để ở túi. Ủa chiều mọi người học bài tưởng tên, mọi người học có bài tưởng trước không? Yeah. Có học bài tổng lượng trước không? Yeah. Hay chưa học luôn? Chưa. Không học luôn, học bài lục liền luôn hả? Rồi sẽ làm bài được trời. Chưa không làm bài, không làm bài được. Không tổng lượng trước mới làm được chứ. Rồi ok, rồi kìa nè. Cái gì? Cái túi chuẩn bị gì? Bị lăn. Những lăn sao? Nó lăn chơi gì? Lăn chén gì vậy? Lăn cái túi không? Ai là nó? Trong lượng. Ok, lo gì anh? Này là gì? Tay. Này là gì? Tay. Cái tay bị gì? Xiên. Nó bị gì? Nó bị gì? Bị gì? Đứng yên. Nó lăn xuống không?
Không, ủa vì sao? Bà sát cứ là chính xác, hiểu vấn đề rồi, ok nhưng nghe sao biết bà sát thì sẽ đi khoan nó thêm rồi cho coi mọi người gì ở đây bạn chết mà đố mà biết ở đây mình không biết bao nhiêu được tác dụng đúng không, nhưng nhiều được không? Nhiều đố bạn ơi, vậy chúng ta không biết bao nhiêu được tác dụng hết, nhưng bây giờ mình phân tích được các loại tác dụng không? Đố biết ai là thằng này có xu hướng bị gì, bị kéo như bạn kéo xuống đúng không, nhưng nó bị phân tách thành phần thằng này có rời khỏi mặt thằng nghiêng này không? Không, nghĩa là phải có một cái lực như các bạn ép nó xuống cho thằng nghiêng không? Ok các bạn, ngoài ra còn một lực kia nữa có xu hướng như vậy kéo xuống mọi người, ok không? Vậy mọi người nghe, mọi người nghe vậy ở đây nha các bạn, chúng ta có một lực F thì nó sẽ bằng là F1 cộng F như bạn F2 và hồi đó học rồi, nếu chúng ta gom hai lực này vào một phương pháp này gọi là phương pháp gì các bạn? Tổng hợp lực. Nhưng nếu mình ngược lại mình chưa biết nữa hả, ok người chưa biết tác dụng của lực, nhưng mình muốn tách ra thành lại hai lực này thì nó sẽ có một phương pháp ngược với tổng hợp, người ta sẽ gọi nó là phân tích lực. Ok rồi, thích hơn. Ok rồi, ok rồi, đỡ bạn ok thế này. Được chưa? Vậy bây giờ mọi người nghe một ai, giờ mọi người ghi bài trước nha. Bây giờ mời mọi người mở mình đề cương trang số. Hơi xa. Rồi, mở mình đề cương trang số 43 bị hả rồi. Phân tích lực là phép thay thế hai hay nhiều lực. À, là thay thế một lực chứ. Là phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực. Trang số 312. Phân tích lực là phép thay thế hai hay nhiều, đó là một lực chứ. Phân tích một lực. Đọc như nào mình xin lỗi mọi người. Là phép thay thế một lực. Sorry. Phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực. Một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần khác nhau. Khác với nhau. Nhưng tác dụng phải sao bạn? Y chang y hệt. Được chưa? Tác dụng của nó phải y chang y hệt, không được khác mọi người. Được không bạn? Được không mọi người? Ok không? Ok nha mọi người, được chưa bạn? Nhớ nha, không được khác. Vì sao? Nghe nè. Phú ơi. Đi chưa? Hỏi cái gì đúng không? Ghi chưa? Ghi rồi. Ok chưa? Rồi ok. Vì sao không được phân tích cái khác? Vì sao? Ví dụ, ra đi mọi người. Này mặt gì? Mặt nghiêng, ok các bạn, hiểu không? Cắn giật lên trên này, đố biết ai làm nó kéo xuống. Ai? Trọng lực mê không? Nhưng vấn đề ở đây là gì? Nó vẫn đang trượt trên đâu? Mặt nghiêng, nó có được rồi không? Mặt nghiêng không? Đúng rồi. Nghĩa là ở đây nó phải có một thành phần lực như nào bạn? Ép nó xuống đi không? Đúng rồi, ok mọi người, đúng rồi. Và cũng như nó cũng đang bị trượt đúng không? Nghĩa là có một thành phần lực đang cố gắng làm như bạn đẩy nó xuống đi không? Chị mình đã phân tích một lực B mấy lần rồi. Lực này. Nhưng phải tuân theo nguyên tắc chỉ bạn. Hình bình hành. Ví dụ ở đây là có hai lực, một lực theo phương như bạn. Vuông góc không? Một cái phương như vậy, phương xuống không? Vậy ở đây tuân theo quy tắc hình gì vậy? Hình bình thành. Nghĩa là ở đây phân tích hai lực, một là gì bạn? Nó ép xuống dưới mặt nghiêng. Hai là tăng bạn, nó kéo xuống dưới. Thường chung vấn đề không đúng các bạn. Vậy cái phép này mình vừa làm đó, mình phân cho bạn, phân gì bạn? Phân tích lực. Ok chưa? Hoặc mình phân tích lực bằng một kiểu khác. Đố các bạn biết micro chịu mấy lực? Máy hai bộ lực gì? Trọng lực hai lực gì? Ủa smart lắm, ai biết vì sao vậy? Ai kéo xuống trọng lực? Con luôn luôn có. Và nó lực gì đẩy vậy? Không đẩy ngược lên đâu.
vậy mình vừa phân tích thằng này chịu mấy điểm đây, một là xuống hai là lên chưa? Ok rồi thì người ta gọi là phân cái bạn phân tích lực đó bạn ơi, đây là cái quan trọng nhất của nhau rồi. Ok ha, rồi ok rồi bây giờ mình sẽ làm liền một ví dụ nho nhỏ như sau bạn, rồi làm liền một ví dụ mọi người, mời mọi người bởi mình đề cương trang số 321, ví dụ số 1, 321 số sách này. Mọi người nếu mọi người nắm kỹ phần này mọi người thật sự luôn, mọi người khẳng định với mọi người luôn á, nếu mọi người hình dung được cái flow của ba luồng tiểu tên đó mọi người, học kỳ 1 với kỳ 1 nó rất là dễ mọi người, nó có một kiểu làm mà, có điều là nhiều bài thôi, nó có đúng một style làm bài các bạn nữa, nó áp dụng cho ngàn bài thì các bạn ơi, mọi người nhớ đó các bạn, giờ nghe mọi người đồng mình ví dụ một, rồi giờ nghe mọi người, bây giờ một cái thùng hàng đang nằm trên gì bạn, mặt nằm gì, mỗi mặt nằm gì bạn, mỗi thùng hàng đó là mặt nằm gì bạn, mặt nằm nằm ngang không, ok không, rồi nhưng thùng hàng này chịu một cái lực các bạn, một lực gì các bạn, một lực ép, nhưng ép này có phương như thế nào, có phương hợp với phương ngang một góc alpha, nghĩa là cái phương của thằng này là đây, nó là gì bạn, alpha, người ta kêu mình làm gì, kêu mình làm gì, phân tích lực ép này, đố biết lực ép này có mấy tác dụng, ba, tưởng tượng coi có mấy tác dụng, mình chỉ có hai lực nha, là mấy tác dụng, tưởng tượng đi, cắm bàn, lần nữa, kéo đi, tao quên bàn không được, cắm bàn, kéo đi, mấy tác dụng, tác dụng thứ nhất là làm gì vậy? Kéo đi chứ, đúng không? Tác thứ hai thì có thể xui thì cái bàn thì bị gì bạn, bị gì, bị gì bạn, bị nâng lên, vậy rõ ràng lực ép này mình có mấy tác dụng bạn, một là kéo bàn này nó tiến về phía trước là một không, và hai là trong quá trình kéo nếu như nghiêng quá thì nó có thể bị gì bạn, bị gì bạn, bị nâng lên trời không, vậy hình cho mọi người các bạn, vậy ở đây rõ ràng hai phương tác dụng lực, một là phương nằm như vậy ngang, hai mình còn phương gì nữa, phương thẳng như bạn, phương thẳng thẳng đứng không, đúng rồi, và phương thẳng đứng này là phương gì, đó là phương khiến cho cái lực này kéo qua cái phần này là trên không, ok rồi, ok đó này, rồi vậy bây giờ muốn phân tích lực ép này ra hai thành phần, một là hai phương ngang, hai phương thẳng như bạn thẳng đứng, vậy mình gọi trục luôn, mình chọn ô x là trục nào giờ, trục này ngang, cổ y trục nào bạn, thẳng đứng được không, được không, được không, được đúng không mọi người, ok không mọi người, vậy nhìn, nhìn nha, vậy ông người ta này, vậy làm sao phân tích được, có phải hai lực thành phần một cái phân tích không, hai phương như vậy, phương gì vậy, phương y không, mà hai phương này đố biết như thế nào nhau, muốn làm lực thành phần ở đây chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất, phương pháp gì biết không bạn, này chỉ rồi á, nhớ không, mình là có gì rồi biết không, mình sẽ làm một việc đó là mình làm phương pháp hình hình thành từ góc ra, nhưng mình làm đảo ngược lại gọi là phương pháp hình như bạn, chiếu học hình chiếu chưa, học hình chiếu chưa, toán học học chiếu chưa, rồi ví dụ ở đây thì nè em không, mọi người muốn tìm hình chiếu của một cạnh, nhìn mọi người ví dụ một bán nhà thôi, một cạnh này ok không, rồi hình chiếu của thằng này lên trên đường ngang, mình làm sao, lấy hai đầu mình kẻ bạn, kẻ gì, kẻ vuông xuống không, giờ lấy hình chiếu là đường nào bạn, là đây hình chiếu không, hình chung không ạ, nhìn dễ nha, trả lời chung với nhau có mấy thành phần được đây, mấy thành phần bạn, mấy thành phần, một thành phần gì bạn, kéo vào đường phía ngang không, hai lần đi bạn, nâng một lần không bạn, ok không, vậy ở đây mình hoàn toàn tìm được phương ngang một cách mình kẻ hình cho bạn, hình chiếu xuống đây đúng không, và khi đó cái F theo phương nằm ngang này nè chính là cái hàm F gì bạn, hàm này học dù học lý đâu, và mình gọi là F gì bạn, F Fx, ok không, rồi giả bộ nếu muốn tìm hình chiếu cho phương y mình làm phép gì,
chiếu lên cái gì? OI. Rồi, chiếu lên OI thì lúc này nó là này luôn. Và lúc này mình gọi là F gì bạn? F gì vậy? F thì giao tụi con coi. Theo quy tắc hình bực hành, Fx cộng Ft nó có ra đúng F không? Đúng, vì sao? Hai góc này góc gì bạn? Góc vuông. Ok rồi, ok rồi. Vậy cái việc mình mới làm á, đó là gì? Mình phân tích thành gì bạn? F thành thành phần bạn? Mấy? 2. Và vì sao biết thành 2? Vì mình biết rằng xu hướng, biết xu hướng không? Biết không? Viral á. Thì đúng rồi, trend cái kiểu đó rồi. Xu hướng này, một là đi theo phương các bạn. Đi theo phương gì? Phương ngang. Hoặc nó có thể bị gì bạn? Nhất phương trần. Đúng rồi, ok rồi. Nghĩa là mình muốn phân tích lực thì mọi người phải phân tích sao cho nó đúng với tác dụng của nó. Nghĩa là bây giờ lúc mình F này, mình biến hóa thành Fx cộng F. F gì bạn? F thì hiểu chưa? Được chưa? Ok các bạn. Rồi trước khi tính, mọi người vẻ hình như trước, mọi người cho kênh, mọi người vẽ hình vô. Rồi, mọi người vẽ hình vô, mọi người vẽ đúng bằng hình chiếu nha bạn. Rồi hãy tìm cho mình Fx này theo F tổng hợp. Rồi vậy Fx bằng gì? Vậy Fy bằng gì? Tìm theo F tổng hợp theo. Đúng rồi. Toán là công cụ của lý, cố gắng giỏi toán xíu nha. Rồi, giờ nhìn nè. Rồi, giờ nhìn nè, rồi, giờ F-X làm sao đây? Rồi, F-X đó không? Đây, không đâu. Nó ép vụ hàm gì mà đố biết. Cạnh này cạnh gì có anh Pha? Cạnh gì vậy? Cạnh này có anh Pha vậy? Cạnh gì có anh Pha là cạnh gì? Cạnh T. T là hàm gì? Cos. Vì cos bằng gì bạn? K chia chia huyền. Vậy cos bằng K là F gì? Fx huyền là gì bạn?
Vậy suy ra Fx bằng gì? F nhân cột. Hai học quá dễ ha. F hạ xuống thành cột trên. Đúng rồi. Rồi Fy. Fy đâu? Nhìn nè. Fy đúng không? Vậy Fy này bằng với cạnh nào? Cạnh này đúng không? Vậy cạnh này là hàm gì của góc alpha? Cạnh gì của alpha? Cạnh gì của alpha đây? Góc đây nè. Cạnh này cạnh gì? Cạnh đối diện của alpha. Vậy cạnh đối nó là hàm gì vậy? Sin. Ok. Vậy sin bằng gì đây? Sin bằng gì? Đối chia nguyện. Chứ là Fy chia Fm. Đúng không ạ? Vậy ta đây suy ra được Fy bằng gì? Bằng F nhân sin theta. Nghĩa là phân tích được F là F cos, Fy là F gì? F sin. Đúng rồi. Cũng được, mình lên tức là xin được nó vậy cũng có luôn. Tin không? Tin không? Mọi người tin nhớ nha, phân tích lực thì chiều này đúng thì chiều kia cũng phải sao? Phải đúng. Tin nó đúng không? Tin không? Tin không? Cho bọn tin đi, tin không? Tin không? Cho bọn tin đi, tin không? À, ok, không tin đúng rồi, ok, gì đúng rồi. Nhìn. Vậy có phải từ đây mình hoàn toàn vì Pythagore nên F bình phương bằng Fx bình cộng với bạn Fy. Fy gì? Nên mình thử nha, không nghi nha, mình thử thôi. Giờ coi nè. Fx bình tức là F bình nhân gì? Cos bình không? Fy bình có phải là gì vậy bạn? F bình nhân sin gì? Sin bình không? Mà cos bình cộng sin bình bằng mấy? Bằng 1. Nó đúng bằng gì luôn? Các bạn ơi, vì cos bình cộng sin bình mấy này? Bằng 1 chưa? Ok không rồi, nghĩa là dù mình làm theo chiều này hay theo chiều ngược lại đây thì đáp án mình phải như nào bạn? Y chang. Ok rồi, được rồi. Thì sin bình với cos bình mấy? Bằng 1 rồi, ok ha. Được không bạn? Được chứ mọi người, ok ha mọi người. Được không ạ? Vì mình hình dung được một ví dụ về tổng hợp lực, phân lực các bạn, ok không? Kéo theo phương sin thì có hai thành phần. Một là kéo nó theo phương ngang và hai là cố gắng nó làm như vậy. Nhất lên trời rồi. Ok ha. Rồi, giờ tiếp tục ví dụ số 2. Ví dụ số 2. Rồi bây giờ ví dụ số 2, mọi người thử vẽ hình lên coi. Một cái vật này đang bị gì đây? Vẽ hình tụi lên nha, vẽ hình gì mà sợ phao giấy hả trời. Trời ơi, vẽ hình tụi ui. Vẽ hình bự lên. Rồi bây giờ nhìn nè. Một cái dốc đường gì đây? Dốc gì, dốc gì, dốc gì? Dốc gì bạn? Một cái dốc. Dốc nghiền. Và trên cái dốc này nó có một gì bạn? Có một cái gì? Có một cái dầm hình chảy. Và bây giờ nó bị kéo xuống bởi trọng gì bạn? Bởi trọng gì? Trọng. Trọng lực phê. Rồi dốc này nghiêng góc bao nhiêu vậy? Góc gì? Góc alpha. Phân tích trọng lực thành hai thành phần. Trời ơi dễ mình. Sợ hao giấy. Trời ơi sợ hao giấy. Dễ hình bự lên trời ơi. Ủa dễ hình. Được tiết kiệm hình trời ơi. Rồi hai phần. Rồi biết hai phần thành hai thành phần gì không? Biết không? Đó là trọng lực đang có mấy xu hướng. Phải. Phải. Nó trượt xuống mặt phẳng nghiêng là một đúng rồi. Và thứ hai, nó có trượt bay ra mặt phẳng nghiêng không?
hồng nó vẫn nằm trên mặt phẳng nghiêng, đúng không ạ? Vậy nghe, vậy rõ ràng xu hướng ở đây của nó là gì? Thứ nhất, trọng lực tác động tác dụng của nó nè. Thứ nhất đó là gì các bạn? Nó phải giữ vật nằm trên các bạn, giữ vật được các bạn trên mặt phẳng nghiêng, dù có trượt xuống nhưng vật nó vẫn phải trượt trên các bạn, vẫn nghiêng không? Và thứ hai đó là nó bị các bạn bị trượt các bạn, trượt xuống gì, xuống vẫn nghiêng không, đúng không? Ok rồi, thứ nhất nó phải đè vô cái mặt nghiêng là một, và thứ hai là bị trượt các bạn, trượt xuống. Vậy giờ coi ha, vậy lúc này hai thành phần của mình là thành phần nào các bạn? Một, đó sẽ là cái phương gì các bạn? Phương song gì các bạn? Song song với mặt phẳng nghiêng không? Vì sao vậy? Vì sao mà không song các bạn? Vì sẽ bị các bạn đi, bị kéo xuống. Và hai là thành phần gì các bạn? Nó ép xuống về mặt mặt phẳng nghiêng đúng không ạ? Nên sẽ là thành phần thay phương gì? Phương gì đây? Phương vuông, vuông cao. Rồi ok. Rồi giờ nhìn ra người nhìn ra đây nè, nhìn cái đường sai nha, nhìn lên đây. Hình chiếu đúng không ạ? Vậy bây giờ thầy gọi phương thành phương gì? Phương đích được không? Phương thành đứng là phương gì các bạn? Phương gì? Phương y được không? Ok không? Vậy giờ coi mình nha. Vậy P này muốn chiếu hình đích dùng phép gì? Phép gì? Phép gì? Phép gì? Phép gì bạn? Phép. Phép. Phép gì? Phép hình gì bạn? Hình chiếu. Muốn tìm hình chiếu từ B này muốn chiếu lên đích, ta phải kẻ đường gì? Kẻ đường gì bạn? Kẻ đường cao. Rồi, kẻ đường vuông góc xuống. Thì thành phần này của mình chính là B gì đó? Thành phần này là B gì bạn? B. B. Đúng bạn, ok rồi. Ok không? Tương tự như vậy, mọi người muốn chiếu theo lên phương y, cách làm là phải kẻ đường như vậy, kẻ đường đường cao xuống y không? Ok không? Rồi giờ kẻ đường cao xuống y nha mọi người. Rồi kẻ đường cao xuống y thì thằng này chính là bê gì ạ? Chính là bê gì vậy? Chính là bê dùng dữ chưa? Rồi ok mọi người ơi, vậy bây giờ suy nghĩ là làm sao cứ FXFE. Ê, rõ nè, rõ nè. Quýt cái góc luôn, thấy rõ nè. Rồi giờ coi alpha nha, đố biết alpha bằng góc nào trong nhóm này để tìm được hình chiếu. Suy nghĩ nha, đây học lớp à? Lớp 9 á. Mình học lớp 9 á, nhớ không? Một tam giác vuông gì hệ thức lượng gì đó. Suy nghĩ nha. Bây giờ lúc này mọi người, góc alpha là góc gì? Góc alpha là góc gì vậy? Rồi, nhìn mọi người, nhìn. Vậy góc này nha, ở đây phải tung theo cái hình thành đúng không ạ? Mà hình bình thành có một góc vuông là hình chữ gì? Hình chữ nhật chưa? Ok không? Rồi giờ coi nha. Bây giờ muốn tìm cái gì vậy? Em bây giờ góc vuông vuông hay không? Dùng hàm lượng giác đúng không bạn? Đúng không? Dùng hàm gì? Hàm gì vậy? Đố viết góc này là góc nào? Góc tạo với B với này B. Này góc gì vậy? Góc vuông B đúng không? Góc này cộng góc này bằng mấy? Góc này cộng góc quẹt bằng mấy? 10. Góc này có là mấy? 10. Vậy góc alpha thì sao vậy? Đây cũng là alpha. Đúng không? Đúng không bạn? Ok mọi người. Vậy bây giờ mọi người tìm được FI hết chưa? Được không bạn? Ok, nhìn mọi người nha. Muốn tìm FI thì FI là cạnh gì của BI? Thì mọi người đó là cạnh gì của alpha? Kề hay đối? Kề. Kề hay đối? Kề hay đối? Có alpha kề hay đối bạn? Kề B. Và ở đây mọi người muốn tìm BI mọi người, đúng không bạn? Khi rõ ràng kề là hàm cos bằng gì bạn? Kề là gì? BI chia gì B. Phải suy ra BI của mình bằng gì bạn? B cos.
không? Còn BX thì sao? Nhìn BX này không? Hình bình thành rồi đúng không? Cạnh này bằng cạnh nào? Đúng không à? Cạnh này là cạnh gì của alpha mọi người? Cạnh gì cạnh gì? Cạnh gì của alpha? Cạnh đối. Đối hàm gì? Hàm đối là hàm? Hàm xin. Vậy đó là xin alpha. Rồi đối là gì vậy? F gì? B gì? B ít gì? Gì B? Vậy nên mọi người hoàn toàn tìm được B ít bằng B bằng gì vậy? B nhân xin alpha. Hình chung không hả? Vì mọi người nghe nha, để làm nhân á thì rất dễ. Nhìn ta cạnh này là góc là cạnh gì góc này? Cạnh kề đúng không? Kề thì cứ là kề là gì? Kề là cos. Còn đối sẽ là bạn là hàm sin. Ok rồi, hàm được ghét mọi người. Rồi và khoan trước khi làm tiếp lần này mọi người, để nếu mình lấy cái này bình cộng cái này bình thì có phải mình được là sin bình cộng cos bình trái cộng trên này đúng không ạ? Ok ha, dễ mọi người. Hình dung là mọi người đúng không ạ? Mình hoàn toàn phân tích được thành hai thành phần khác nhau. Đúng rồi. Một là hai phương x, hai là phương y này, phương y này. Phương y. Nhìn luôn nha mọi người, nhớ về đường góc nha mọi người.